Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin đeo 6 căn nhà trên tay, Kim Ngọc Tuyến gia nhập nhóm Patrick Philippe Cộng sản. Vào năm 1968, nhà thơ Việt Phương sáng tác ra hai câu thơ: Trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ, đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ, để mà mị dần. Xúi dân Việt Nam mê muội sùng bái Nga và Trung Quốc, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Những tác phẩm của Liên Xô trước đây và nước Nga ngày nay đều là những thứ thua xa hàng hóa của các nước tư bản. Quan chức cộng sản ngày nay, khi đã bòn sức dân đến mức giàu có, nứt đố đổ vách, thì chẳng ai chọn hàng Nga hay hàng Tàu mà dùng. Ông Nguyễn Văn Yên, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương, đeo chiếc đồng hồ Patek Philippe Wartime trị giá tới 6 tỷ đồng. Quan chức ngày nay đi ô tô Nhật, đi ô tô Mỹ hoặc ô tô Đức, đeo đồng hồ Thụy Sĩ và uống rượu Tây rất đắt tiền, và chẳng mấy ai uống rượu vodka của Nga. Thậm chí quan chức cộng sản ngày nay còn trở thành tín đồ của các mặt hàng xa xỉ của các nước tư bản trên thế giới. Không hiểu sao quan chức cộng sản lại thích đồng hồ đắt đỏ hiệu Patek Philippe của Thụy Sĩ đến như thế. Trước đây, ông Đoàn Ngọc Hải cũng đeo chiếc đồng hồ Patek Philippe đi dẹp vỉa hè và bị cộng đồng mạng phát hiện ra. Một ông phó chủ tịch quận cấp hàm tương đương bí thư phường nhưng lại có tiền mua những món đồ trang sức bạc tỷ của nước phương Tây. Đã nhiều năm, ông Đoàn Ngọc Hải hết làm việc cho bộ máy chính quyền thành phố Hồ Chí Minh, nhưng ông không phải vất vả kiếm sống mà sống rất thoải mái, đi chu du khắp nơi trong và ngoài nước, làm từ thiện gây tiếng tăm cho bản thân mình. Từ ngày 10 tháng 5 vừa qua, trong cuộc họp báo thông tin về kết quả hội nghị thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, ông Nguyễn Văn Yên, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, được nhìn thấy đang đeo một chiếc đồng hồ hiệu Patek Philippe Wartime Mecca trị giá hiện nay khoảng 269.000 đô la Mỹ, tức là tương đương hơn 6 tỷ đồng. Ông Kim Ngọc Tuyến đeo đồng hồ Patek Philippe trị giá hơn 6 tỷ đồng. Cộng đồng mạng xã hội đã xôn xao rằng tiền đâu mà ông Phó trưởng ban Nội chính Trung ương mua đồng hồ đắt giá đến như vậy, trong khi lương của ông chỉ khoảng 600 đô la mỗi tháng. Không nói ra nhưng ai cũng biết tiền đó có nguồn gốc từ sức lao động của người dân, đó là tiền tham nhũng, hối lộ, tiền thuế của dân. Mới đây, cộng đồng mạng lại phát hiện ông Kim Ngọc Tuyến, giám đốc kiêm bí thư đảng ủy VNPT, đeo chiếc đồng hồ Patek Philippe trị giá ước tính khoảng 238.000 đô la, cũng tương đương khoảng 6,3 tỷ đồng, đến nghĩa trang liệt sĩ và quê ông Hồ Chí Minh để mà thắp hương. Tại những nơi này, ông Tuyến nói những lời cao đẹp vì công ơn của những liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Được biết, mỗi căn nhà ở xã hội Móng Tuyến, Nguyễn Thành Nghị dự định xây dựng ước tính vào khoảng 1 tỷ đồng. Như vậy, trên tay ông Kim Ngọc Tuyến đeo tới 6 căn nhà. Đối với những người dân có mức thu nhập trung bình, có được một căn nhà trị giá 1 tỷ đồng đã là thành công. Đằng này, ông Kim Ngọc Tuyến dùng 6 căn nhà đó để mà làm trang sức cho mình. Không hiểu sao người cộng sản dạo này lại hay thích đeo những chiếc đồng hồ đắt đỏ đến như thế. Phải rất nhiều tiền thì người ta mới bỏ ra một núi tiền chỉ để sắm cho mình một món đồ trang sức như vậy. Có người nói những người đeo trên tay đồng hồ Patek Philippe là những người phải ở trong những căn nhà hàng triệu đô la, đi ô tô trị giá không thấp hơn chiếc đồng hồ này. Hiện nay không ai biết được bao nhiêu tiền của người dân bị tuồn vào túi quan tham. Những căn biệt phủ, lâu đài, những đồng hồ đắt tiền, những chiếc ô tô sang trọng vân vân chỉ là tài sản nổi. Còn khối tài sản chìm ắt phải gấp nhiều lần như thế nữa. Đồng hồ Patek Philippe được cho là của ông Kim Ngọc Tuyến đeo có giá tới 238.000 đô la. Cho đến nay, những quan chức đeo đồng hồ Patek Philippe bị dân phát hiện, chưa thấy ông Nguyễn Phú Trọng cho điều tra nguồn tiền bất minh này để lấy tiền mà mua đồng hồ đó. Những quan chức bị phát hiện ở những biệt phủ xa hoa, bị cộng đồng mạng đưa lên cũng không thấy bị điều tra. Không biết vì lý do gì mong Trọng phớt lờ đến như vậy. Trong khi đó thì ông vẫn bảo chống tham nhũng cũng không có vùng cấm. Thực tế, những ông quan là đảng viên Đảng Cộng sản cấp cao
bị đưa lên mạng xã hội chỉ là phần rất nhỏ. Không phải quan chức nào đeo đồng hồ Patek Philippe cũng bị phát hiện và không phải ai xây biệt phủ cũng bị đưa lên mặt báo. Vì ít người bị lộ tên quan chức mới dám công khai như thế. Quan chức tham nhũng nhung nhúc như một đàn kiến. Không biết với cách diệt trừ từng con một như thế này thì đến bao giờ ông Nguyễn Phú Trọng mới diệt hết được đây. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin đeo 6 căn nhà trên tay Kim Ngọc Tuyến gia nhập nhóm Patek Philippe Cộng sản. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Giáo dục nát như tương bẩn, thầy giáo sờ soạng cơ thể học sinh. Cơ thể của Đảng Cộng sản Việt Nam giờ đây nơi nào cũng trổ ghét, lở loét khắp nơi, trông thật đám gớm ghiếc. Có nhiều năm qua, ông Nguyễn Phú Trọng dí cái lò vào đâu thì lòi ra củi ở đấy. Điều đáng nói là củi nhiều đến mức ông Trọng đốt không kịp, phải để những thanh củi xếp hàng chờ vào lò. Chỉ trong vòng từ đầu năm 2022 cho đến nay thì cơ thể của Đảng Cộng sản đã bộc ra nhiều ung nhọt lớn. Ung nhọt nào cũng bao trùm hết các địa phương từ Bắc đến Nam liên quan đến nhiều bộ, ban, ngành. Ban đầu là vụ án Việt Á, kế đến là vụ án chuyến bay giải cứu, tiếp theo lại vụ IC rồi đến vụ cục đăng kiểm và bây giờ ung nhọt EVN đang trồi lên. Bộ giáo dục mọc trên cơ thể Đảng Cộng sản Việt Nam nên cũng đầy ung nhọt. Những vụ án trên quá lớn làm cho vụ nhà xuất bản giáo dục chìm xuống. Thực ra vụ án nhà xuất bản giáo dục cũng có thể được khui ra rộng hơn. Nhưng xem ra sau khi ông Nguyễn Xuân Phúc công bố rằng Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xác nhận vợ con ông không liên quan đến Việt Á, thì vụ án nhà xuất bản giáo dục có liên quan đến em họ của cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng tạm im. Tuy nhiên, những vấn đề của Bộ Giáo dục lại không bình yên. Trong ngành này có không biết bao nhiêu ung nhọt khác đang chờ ngày bùng nổ. Câu chuyện về những nhóm học trò đánh nhau quay clip tung lên mạng nhàn nhạt. Thầy đánh thầy, thầy đánh trò, rồi trò đánh trò và phụ huynh đánh thầy, nhiều không kể xiết. Đây là kết quả của một nền giáo dục trấn áp và nhồi sọ. Những người thầy được lớn lên dưới mái trường xã hội chủ nghĩa này, có bao nhiêu người thầy cho ra thầy? E rằng không có nhiều. Mới đây, trên mạng xã hội đã tràn ngập hình ảnh một người thầy có tên viết tắt là NMH, là giáo viên toán của trường Trung học cơ sở Nguyễn Bình Khiêm, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, có hành động quấy rối tình dục một học sinh nữ. Hình ảnh được cho là do một bạn học sinh cùng lớp chụp lại. Điều đáng nói là học sinh bị quấy rối có dấu hiệu hoảng sợ. Theo học sinh cũng là nạn nhân của ông thầy này, thì có bạn nữ khác bị quấy rối còn kinh khủng hơn. Ông thầy có tên viết tắt là NMH là giáo viên toán trường trung học cơ sở Nguyễn Bình Khiêm, Nhà Bè, sàm sỡ học sinh nữ trong giờ học. Được biết, gia đình học sinh bị quấy rối đã lên gặp ngay và lập tức đối chứng với học sinh, nhưng thầy chối là chỉ cúi xuống nhặt đồ rồi vô tình đụng vào đùi các con. Đây là một trường hợp nghiêm trọng. Chính quyền huyện Nhà Bè và Thành phố Hồ Chí Minh cần phải vào cuộc để bảo vệ các em học sinh còn trong độ tuổi vị thành niên. Thầy không có đạo đức nghề nghiệp đã là nghiêm trọng. Đằng này thầy là một con yêu tinh dâu xanh thì quả thật còn kinh khủng hơn. Học sinh Việt Nam vốn đã không được bảo vệ bởi nhà trường mà còn bị tấn công bởi những người gọi là thầy thì quả thật quá nghiêm trọng. Không biết trên bộ, ông Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn có nghĩ ra cách gì để mà làm trong sạch trường giáo dục hay không? Hay là ông cũng đang bế tắc như những người tiền nhiệm của ông Phùng Xuân Nhạ, Phạm Vũ Luận, Nguyễn Thiện Nhân và Bộ Giáo dục, một đống đổ nát không biết bắt đầu sẽ xây lại từ đâu. Ngày nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lún sâu vào vũng lầy cải cách. Cứ mỗi lần họ hô hào cải cách đã đi kèm với một dự án khủng, ngốn tiền, ngân sách. Nhưng rồi, dự án nào cũng thất bại và rồi họ lại đề xuất dự án cải cách mới, lại ngốn tiền, ngân sách tiếp. Làm đi làm lại, hết đời bộ trưởng này đến đời bộ trưởng khác
nhưng ngành giáo dục thì càng ngày càng nát hơn. Ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục chẳng làm gì được cho ngành khá hơn. Nếu nói trên đất nước này người dân dễ bị xâm hại, thậm chí bị tước đoạt quyền con người một cách dễ dàng, thì trong học đường câu chuyện cũng tương tự. Học sinh bị tước đoạt đi nhiều thứ, các em lại không được bảo vệ đúng mực, nên lắm kẻ dễ xâm hại. Quyền trẻ em, quyền con người, quyền học sinh là những giá trị cơ bản. Tuy nhiên, ở Việt Nam nó bỗng trở thành những thứ xa xỉ. Nguyên nhân cũng chỉ vì chính quyền mà ra, chính quyền nào thì xã hội đó. Với cách cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam thì đất nước này mãi mãi không thể sánh vai cùng cường quốc năm châu được. Mãi mãi không được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Giáo dục nát như tương bẩn, thầy giáo sờ soạn cơ thể học sinh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de